nhận định chứng khoán ngày 22 tháng 12, cổ phiếu Blue Chip nâng đỡ thị trường. Theo diễn đà hồi phục từ cuối phiên hôm qua ngày 20 tháng 12, chỉ số VN Index tăng điểm ngay từ đầu phiên giao dịch hôm 21 tháng 12 nhưng càng về cuối phiên càng suy yếu. Kết phiên VN Index giảm 4,25 điểm xuống 1.018,88 điểm. Thanh khoản thị trường suy giảm trở lại, song vẫn ngang bằng mức bình quân 10 phiên gần nhất, với giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 14.414 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh đạt 11.034 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp diễn phiên mua dòng lớn với giá trị mua dòng đạt 1.658,4 tỷ đồng trên HOSE. Lực mua tập trung vào các cổ phiếu EIB, HPG, NVL, SHB, SBT. Ở chiều ngược lại, họ bán dòng ở các cổ phiếu STB, VIC, NKG, VGE, GAS. Theo công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt TVSI, chỉ số VN Index hiện vẫn đang nằm trong trạng thái giảm điểm. Nhịp giảm điều chỉnh của chỉ số vẫn chủ yếu mang tính rũ bỏ khi thị trường đã có 2 tuần đi ngang và chưa thể đạt trạng thái cân bằng trong ngắn hạn. Trong phiên giao dịch ngày mai, chỉ số khả năng cao vẫn sẽ duy trì trạng thái như hiện tại, tăng giảm trong vùng 1.010 đến 1 điểm, TVSI nhận định. Công ty cổ phần chứng khoán bản Việt VCSC dự báo trong phiên ngày mai 22 tháng 12. Thị trường sẽ tiếp tục có những nỗ lực tăng điểm trong phiên sáng nhờ lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn và một số cổ phiếu đã điều chỉnh khá mạnh trong 3 phiên vừa qua. Theo đó, chỉ số đại diện VN Index có thể sẽ kiểm định lại vùng kháng cự tại 1028 đến 1030 điểm một lần nữa, trong khi VN30 sẽ kiểm định vùng 1040 đến 1045 điểm. Nếu có thể đóng trên các kháng cự này, nhóm vốn hóa lớn sẽ phát tín hiệu quay trở lại xu hướng tăng ngắn hạn. Ngược lại, nếu lực tăng yếu khiến các kháng cự không bị chinh phục VN Index sẽ đảo chiều giảm trở lại sau đó để kiểm định lại hỗ trợ MA50 tại 1010 đến 1015 điểm.